Câu hỏi tiếp theo họ hỏi là: thỉnh thoảng con nghe có người bàn luận đạo tràng nào đó, cư sĩ nào đó không như pháp, mà những cư sĩ đạo tràng này thường là trong lúc lão pháp sư giảng kinh có tán thán là đạo tràng thù thắng, là đại đức Bồ Tát. Xin hỏi con nên lựa chọn đạo tràng như pháp như thế nào ạ? Lựa chọn đạo tràng không phải là chọn ở bên ngoài. Nếu chọn ở bên ngoài thì chẳng tìm được đạo tràng nào. Lựa chọn ở đâu là từ trong tâm thanh tịnh của mình mà chọn. Nơi nào cũng là đạo tràng như pháp. Không có đạo tràng không như pháp. Bạn nghĩ xem, bạn nhìn thấy có người bàn luận, bạn có tham gia bàn luận không? Đạo tràng những năm Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nói lời thành thật, cũng không phải là đạo tràng thập toàn thập mỹ. Vì sao vậy? Tín chúng của Ngài rất nhiều. Rất nhiều thì rất tạp, cho nên rồng rắn hỗn tạp. Trong đó có rất nhiều người làm việc không như pháp, chính là tỳ kheo xuất gia ở trong đó. Nó thật sự là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn xem lục quần tỳ kheo mà trên kinh nói, những người này đều là tỳ kheo không nghe lời, nghe kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mà còn cố tình làm trái đi, cố tình không tuân thủ, tác oai tác quái ở khắp mọi nơi. Dẫn đầu chính là Đề Bà Đạt Đa. Rất nhiều đồng học Phật của chúng ta biết là vị ấy dẫn đầu, mà Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng chung một ông nội, những người đó cũng là Bồ Tát mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta tiếp nhận giáo dục có hai dạng người dạy dỗ chúng ta. Hai dạng này đều là thầy ta. Khổng Tử nói ba người cùng đi ắt có thầy ta. Ba người này là một người thiện, một người ác, một người là chính mình. Đây gọi là ba người cùng đi. Người thiện là thầy ta, những chỗ tốt của họ chúng ta phải học theo. Người bất thiện cũng là thầy ta, họ cố tình làm ra những điều bất thiện để chúng ta phản tỉnh, nhìn xem ta có hành vi bất thiện này không. Nếu ta có thì nhanh chóng sửa đổi, nếu không thì khích lệ, đừng phạm lỗi lầm đó. Giống như họ, họ cũng là thầy ta. Cho nên nếu bạn là người thiện thì bạn nhìn thấy trong thiên hạ đều là người thiện. Nếu bạn thấy người này là bất thiện, người kia bất thiện, hồi đầu nghĩ lại đó là chính mình bất thiện chứ không phải họ bất thiện. Phải hiểu đạo lý này. Bạn xem Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đang giảng hiện nay, mấy ngày gần đây vừa đúng lúc giảng qua, mới chưa được mấy ngày, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta thuận nghịch đều là thuận, chính là đạo lý này. Thuận chính là thiện, nghịch chính là bất thiện. Cũng chính là thiện và bất thiện cũng là thiện. Không có bất thiện, hoàn toàn xem ở chính mình. Cho nên ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói, nếu có thể chuyển cảnh ắt đồng với Như Lai, chính là bạn có thể chuyển được cảnh giới hay không. Bạn có thể chuyển được thì là biết tu hành, gọi là khéo học, khéo tu. Bạn không chuyển lại được thì bạn bị đào thải mất rồi. Hết thảy cảnh duyên đều là tăng thượng duyên tu học của chúng ta. Cho nên Phật ở trên kinh nói là chúng ta tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà,
đáng giá bằng tu học 100 năm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chính là tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới 100 năm không bằng ở đây tu một ngày. Bạn xem nó hoàn cảnh này có tốt hay không? Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng ổn định. Mặc dù ở đó không thoái chuyển, nhưng ở đó tiến cũng rất chậm. Thế giới này là tiến nhanh, thoái nhanh, biến động rất lớn. Nếu có tiến thì vượt xa quá nhiều so với thế giới Cực Lạc. Nếu không vượt qua được thì rơi xuống rất sâu, sẽ rơi xuống A Tỳ địa ngục. Đây là lên nhanh xuống nhanh, có chỗ tốt của nó. Nếu bạn có thể không sợ thì ở nơi này thật sự là thù thắng hơn thế giới Cực Lạc. Nhất định phải biết đạo lý này. Thế giới này tất nhiên là lên nhanh, nhưng xuống cũng rất nhanh. Rơi xuống đến tam đồ, rơi xuống đến địa ngục vẫn là tu hành. Ở tam đồ thì tu cái gì? Là tu sám hối. Bạn phải đem tư tưởng sai lầm, quan niệm sai lầm, hành vi sai lầm sửa lại cho đúng. Vừa sửa đúng thì liền xuất ly rồi. Phật lấy cho chúng ta một thí dụ. Đương nhiên nghiệp nhân vô cùng phức tạp. Phật đưa ra thí dụ rất đơn giản để cho chúng ta dễ nhớ. Địa ngục là sân hận. Bạn ở trong địa ngục chịu khổ, biết địa ngục là do tâm sân hận của ta biến hiện ra. Chúng ta từ nay vì sao không nổi giận nữa, không sân hận nữa, thì địa ngục không còn. Bạn liền thoát khỏi địa ngục. Cõi ngạ quỷ là tâm tham, tâm keo kiệt. Bạn ở trong đó chịu loại thống khổ này, niệm niệm từ nay về sau không khởi tâm tham này nữa. Chỉ cần buông xuống tâm tham thì cõi ngạ quỷ không còn, liền thoát khỏi cõi ngạ quỷ. Cõi súc sanh là ngu si. Bạn nói xem nơi đó có phải là nơi tốt không? Nếu không có những nơi này, tham sân si của bạn đến đâu để đoạn đây? Ác đạo là giúp bạn đoạn phiền não, thiện đạo là giúp bạn nâng thiện căn. Chúng ta đến lục đạo thì biết ở đâu trong lục đạo đều đang học tập. Học tập ở trong Phật Pháp nói chính là tu hành, sửa cho đúng những hành vi sai lầm của chúng ta. Sau đó bạn liền hiểu Phật ở trên kinh nói làm thế nào chúng ta có được thân người là do ngũ giới thập thiện mà mình đã tu được trong đời quá khứ. Vì bạn sẽ biết bạn đến cõi người để học cái gì, chính là học ngũ giới thập thiện. Tu viên mãn ngũ giới thập thiện thì bạn sẽ nâng lên, thăng cấp rồi. Giống như đi học vậy. Nếu như năm học này ta học rất tốt thì hết năm sẽ được lên lớp. Chính là đạo lý này. Nếu ngay trong đời này tu không tốt ngũ giới thập thiện, tu không tốt thì sẽ ở lại lớp. Ở lại lớp đời sau bạn vẫn là đầu thai đến cõi người, vẫn đi học. Là sự việc như vậy. Nếu như học quá kém, tạo tác rất nhiều tội nghiệp, làm sai rồi thì bạn lại đến tam đồ. Tam đồ là tu sám hối. Phải thấu rõ đạo lý này. Sanh lên trời, đến cõi trời dục giới. Trong cõi trời dục giới là tu cái gì? Phải đoạn dục. Phải tu thượng phẩm thập thiện. Phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Dần dần trời có 28 tầng trời, lấy từng tầng một mà nâng lên. Hiện nay ngay cả rất nhiều học giả phương Tây đều biết, đều hiểu được con người đến thế gian này là có mục đích. Là mục đích gì? Đến để học tập. Là đến để học tập. Họ nói
Đến thế gian này có hai dạng người, một dạng là đến để học tập, một dạng là đến để công tác. Cách nói này không khác gì so với Phật Pháp nói. Phật Pháp nói một dạng người là Phật Bồ Tát ứng hóa đến để độ chúng sanh, đó là họ đến để công tác. Một dạng người khác chân thật là đến tu hành, đến tu hành để nâng cao chính mình, đây chính là đến để học tập. Cho nên học tập không ngừng nghỉ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn vẫn là đang học tập. Trong cõi nào cũng là đang học tập. Đạo lý này với chân tướng sự thật không thể không biết. Nếu bạn biết thì ở mọi lúc, ở mọi nơi đều là cảnh giới để chuyển đổi chính mình, giúp chính mình nâng cao lên trên. Nếu như chúng ta nghe lời người khác nói thì sẽ hoài nghi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, việc đặt điều gây rối rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nghe rồi thì thoái tâm, không học Phật nữa. Huống hồ là thế gian hiện nay, làm việc tốt rất khó, khó không gì bằng. Làm người tốt khó làm. Cho nên chúng ta hiểu rõ thiện hay là bất thiện thật sự là ở chính mình, chẳng liên quan gì đến người bên ngoài, cũng không dính dáng gì đến cảnh giới bên ngoài. Miễn là bạn có thể như bất động tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, thì chính mình nhất định là có thành tựu.